Bước vào mùa mưa bão, triều cường, nguy cơ sạt lở gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân sinh sống cặp sông. Bằng nguồn ngân sách hàng trăm tỷ đồng, Chi cục Thủy lợi thành phố Cần Thơ đã khẩn trương thực hiện các công trình xây dựng tường kè chống sạt lở tại những vị trí xung yếu khẩn cấp để bảo vệ tính mạng và tài sản nhân dân. Giữa tháng 8 này, công trình xây dựng kè chống sạt lở khẩn cấp kênh Cái Sắn thuộc địa bàn xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh được hoàn thành và chuẩn bị đưa vào sử dụng. Đúng theo cam kết của nhà thầu, công trình này đã hoàn thành trước thời gian hợp đồng 3 tháng. Trước thì nó chưa có cái tiếng kè này thì nó sạt lở mùa mưa đó, rồi nước lên sạt lúng. Rồi bà con đi tới mua bán giao thông nó cũng khó khăn. Cũng làm tiếng kè kiên cố và kết hợp với giao thông nông thôn. Thì đây sắp tới thì có một tuyến đường rộng rãi và bờ kè chất lượng và đẹp để cho bà con có thể đi tới lui buôn bán. Công trình này có chiều dài 600 mét, tổng mức đầu tư hơn 66 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng công trình hơn 55 tỷ đồng. Công ty cổ phần tập đoàn Phú Tài miền Trung trúng thầu thi công. Là tăng cường các mũi thi công, giống như 3K 4 kiếp để đảm bảo cái tiến độ đã được vạch ra trước chủ đầu tư cũng như là thành phố để đạt so với cái kế hoạch như hôm nay. Chia ra nhiều từ tổ đội thi công và có cái biểu đồ thi công thời gian là hợp lý để đạt được những cái không bị trồng chéo những công tác lẫn nhau. Để đảm bảo an toàn cho cuộc sống người dân sinh sống cặp sông, thời gian qua, bằng nguồn ngân sách, Chi cục Thủy lợi thành phố đã triển khai thực hiện khoảng 10 công trình chống sạt lở trên sông Trà Nóc, sông Ô Môn và các tuyến sông thuộc huyện Phong Điền, quận Bình Thủy với kinh phí hàng trăm tỷ đồng. Ngoài những công trình hoàn thành sắp đưa vào sử dụng, thì các công trình còn lại đều có tiến độ thi công khả quan và đang được tăng tốc để hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối năm nay. Chi cục Thủy lợi đang thực hiện đầu tư các tuyến kè khẩn cấp như tại trên các địa bàn Bình Thủy, Ô Môn và Vĩnh Thạnh, thì hiện tại thì các công trình đang được triển khai khẩn trương, hết sức quyết liệt, khẩn trương là chỉ đạo là đơn vị thi công cũng như các đơn vị có liên quan hết sức phối hợp thực hiện hết sức khẩn trương. Toàn bộ những hệ thống gia cố mái sông, thảm đá và tường kè đã thi công, là tường kè thì được 95% rồi, còn một phân đoạn thì đang vận động mặt bằng để thi công tiếp. Cơ bản là các hạng mục phía sông và tường kè đã xong hết rồi. Đang thực hiện hạng mục là thi công đắp nền cát, nền đường trong lòng kè. Hiện nay thì về cái kè sạt lở khẩn cấp này thì về quy mô đó là kè kết hợp với cầu bản đảm bảo an toàn giao thông, khắc phục lại như sạt lở của cái đường đan. Hiện nay thì nhà thầu đã hoàn thành cái công tác đúc cọc và tập trung thiết bị về tranh thủ đóng cọc càng sớm càng tốt. Không làm kè thì tới nước lũ này nhà tôi phải dâng sông thôi. Kè sớm chừng nào tốt nấy, giữ được cái chỗ ở. Nhà nước đã làm như vậy là dân tụi em ở đây mừng như lắm, mừng luôn. Triển khai thi công kịp thời, kết hợp đẩy nhanh tiến độ để hoàn tất những công trình xây dựng kè chống sạt lở trên sông, góp phần đảm bảo an toàn cho cuộc sống người dân trong mùa mưa bão triều cường năm nay.